Công an thành phố Tây Ninh vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 500 cây thuốc lá điện tử. Tại khu phố 7, phường 3 thành phố Tây Ninh, kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 59V169856 do Nguyễn Văn Tài điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện Tài đã cắt giữ 30 cây thuốc lá điện tử các loại, không có hóa đơn chứng từ. Tiếp đó, công an tiến hành kiểm tra nơi ở của Tài, thu giữ 485 cây thuốc lá điện tử các loại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.